Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, hiện tại Ngọc Huyền đang có mặt ở tại trụ sở chính của Mark Home ở miền Bắc, tại số 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Và nơi đây thì tầng 1, tầng 2, tầng 3 sẽ là showroom trưng bày tất cả các sản phẩm, vật tư vật liệu, thiết bị vệ sinh, thiết bị nhà bếp do Mark Home của chúng tôi trực tiếp sản xuất và phân phối độc quyền. Và nếu như quý vị nào gần khu vực này có thể qua đây trực tiếp tham quan trải nghiệm sản phẩm cũng như là mang về cho mình những phần quà giá trị nhất. Và ngày hôm nay thì Ngọc Huyền lại rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị đến ghé thăm công trình thực tế do Mark Home chúng tôi thiết kế hoặc thi công trọn gói. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xuất phát đến công trình nhé. Xin mời quý vị. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị thân mến. Hiện tại thì Ngọc Huyền đang có mặt tại Đông Hưng Thái Bình và ngày hôm nay thì tiếp tục chuyến hành trình, Ngọc Huyền sẽ dẫn quý vị đến ghé thăm các công trình thực tế do Mark Home của chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm công trình của gia đình nhà cô Thoa nha quý vị. Và hiện tại thì Ngọc Huyền đã có mặt tại khu vực cổng chính của công trình này rồi ạ. Và có thể thấy được rằng là ngay từ ngoài phần cổng và tường bao thôi thì cũng đã thấy được cái sự rất là chăm chút cho ngôi nhà của mình ạ. Từ phần cánh cổng này được làm hoàn toàn bằng chất liệu đó chính là nhôm đúc nghệ thuật nguyên khối. Ở giữa thì sẽ có cái hình giống như hình trống đồng vậy nha quý vị. Nó sẽ thể hiện được cái nét đẹp truyền thống của người Việt Nam. Ở xung quanh thì sẽ là những họa tiết hình hoa văn vô cùng nổi bật này. Ở đây thì toàn bộ những phần cột trụ cổng cũng vô cùng lớn vô vức thì sẽ được sơn giả đá nha quý vị. Chính cái điều này thì nó sẽ góp phần là tạo cho ngôi nhà của chúng ta thêm một cái phần khỏe khoắn hơn, sang trọng hơn. Và tường bao thì cũng được làm sao để đồng nhất với lại phần cổng ở phía bên trong của chúng ta. Bên trên thì cũng có một cái phần mái, nó sẽ đồng nhất với lại cái phần mái ngói bên trong ngôi nhà chính. Và mới nhìn từ ngoài cổng này thôi thì nó đã mang đậm cái phong cách tân cổ điển rồi. Vậy thì bây giờ vào phía bên trong nhé, để xem ngôi nhà của chúng ta sẽ thiết kế như thế nào nha quý vị. Phần cổng này thì sẽ được sử dụng hoàn toàn là cổng tự động. Còn bây giờ tôi sẽ đi với quý vị cái phần cửa ngách phía bên này nha. Nếu mà có xe ô tô chẳng hạn thì ta sẽ đi qua cái hệ thống mà cổng chính. Còn nếu mà chúng ta đi bộ chẳng hạn thì có thể đi theo cái cổng phụ này vào. Và từ đây bước vào phía bên trong thì sẽ là một khoảng sân vô cùng lớn và rộng rãi như quý vị. Và tôi sẽ trước tiên vào phía bên trong để khám phá ngôi nhà chính ấy, thì tôi sẽ dẫn quý vị đi khám phá toàn bộ xung quanh quang cảnh sân vườn ngôi nhà này nhá. Đầu tiên thì ở phía trước ngôi nhà của chúng ta thì sẽ có một cái ao vô cùng lớn. Ao này để nuôi cá nha quý vị. Cá rất là to đây quý vị ạ. Và phía trước ngôi nhà của chúng ta có một cái ao rất là lớn như thế này. Nó tượng trưng cho yếu tố thủy. Chính vì vậy mà nó rất là đảm bảo về mặt phong thủy. Cái thứ hai đó chính là cái phần trước nhà ấy, cái hơi nước ở phía bên trên ấy, thì nó sẽ góp phần là đảm bảo cho ngôi nhà của chúng ta nó vô cùng mát mẻ. Còn ở đây xung quanh thì sẽ là một cái khoảng sân cũng vô cùng lớn, được lát hoàn toàn bằng chất liệu đó chính là gạch chống trơn, để có thể có gia đình chúng ta này có thêm một khu vực để vui chơi sinh hoạt. Còn ở phía bên này nha, phía bên cạnh này của chúng ta thì sẽ có một cái khoảng vườn nho nhỏ để chúng ta có thể là trồng rau này, rồi trồng cây ăn quả này. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta ở trong một vùng quê này, vừa có ao để nuôi cá này, rồi là có mảnh vườn để trồng rau này, thêm một ngôi nhà để ở nữa, rất là tuyệt vời. Còn thẳng vào phía bên trong công trình nha, thì ở phía bên trong này thì sẽ là cái khu vực mà gia đình của chúng tôi sẽ bố trí cái khuôn viên để xe đó quý vị. Phía bên trên thì cũng có bắn thêm một cái phần mái tôn nữa để có thể che chắn toàn bộ cho khu vực bên dưới của chúng ta. Có thấy không ạ? Cái kết cấu của ngôi nhà của chúng ta nó rất là phù hợp nha. Ngôi nhà chính giữa này, xung quanh là khoảng sân vườn này. Ở phía bên này là khu vực để xe này, cũng như là một cái khu vực, cái công trình phụ phía bên trong của công trình của ngôi nhà đấy ạ. Còn phía trước là ao này. Đấy. Có thể nói được rằng là đây xứng đáng là một ngôi nhà vườn đẹp nhất tại vùng đất Đông Hưng Thái Bình nha quý vị. Và quay trở lại với công trình của chúng ta trong ngày hôm nay, đây là một mẫu công trình nhà vườn mái Thái kết hợp cùng với lại phong cách tân cổ điển.
Phong cách tân cổ điển thì ở đây nó rất là nhẹ nhàng thôi, nhấn nhá bởi các đường phào chỉ này, ở trên những hệ cột này, rồi diện tường này, và thậm chí là ở cái phần vòm của mái sảnh của chúng ta nữa. Nó sẽ tạo cho ngôi nhà của chúng ta thêm một cái nét đẹp nó mềm mại hơn. Bên cạnh đó thì cái màu sắc của chúng ta nữa được pha trộn cũng vô cùng hài hòa. Nó hướng ta đến một cái nét đẹp hoài cổ, đó chính là màu trắng và màu nâu làm chủ đạo. Bên cạnh đó thì kết hợp cùng thêm với những con tiện bê tông để trang trí nữa. Và ngoài ra thì cái phần mái sảnh của chúng ta ấy, thì ở bên trên này có thể thiết kế thêm một cái cửa sổ mái nữa để tạo điểm nhấn cho không gian của chúng ta. Và công trình này thì sẽ có thiết kế với lại hai sảnh nhá. Một khu vực sảnh chính và một khu vực sảnh phụ thì sẽ ở ngay phía bên này. Sảnh phụ này thì sẽ đi thông thẳng vào cái khu vực khuôn viên bếp của gia đình nha quý vị. Còn phần sảnh chính thì sẽ nằm ở chính giữa. Và ngôi nhà này của chúng ta thì sẽ kết cấu theo kiểu nhà ngang nha quý vị ạ. Chính vì thế mà cái chiều ngang mặt trước nó sẽ lớn hơn chiều sâu rất là nhiều. Thì ta sẽ có chiều ngang là 15,4m, còn chiều sâu thì sẽ là 10,4m. Như vậy chúng ta sẽ có tổng diện tích cho cả căn nhà này rơi vào khoảng tầm là 160m2. Và nói về kết cấu chiều cao thì ta sẽ có này, tổng chiều cao tính từ cốt 00 lên đến đỉnh mái là 7,3m. Trong đó chúng ta sẽ tính riêng cái phần bậc ngũ cấp này đi lên ấy, là 750mm. Còn chiều cao thông thủy của ngôi nhà là 3,9m. Và chiều cao phần mái của chúng ta thì sẽ là 3,4m nha quý vị. Và từ đây chúng ta có thể thấy được rằng là cái phần sảnh của chúng ta ấy, thì khi mà thiết kế với lại bậc ngũ cấp đi lên như thế này ấy, thì nó sẽ giúp và cân đối giữa phần đế này, phần thân này và phần mái này. Bên cạnh đó thì nó sẽ tượng trưng thuyết về ngũ hành nữa, như là kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, rất là tốt cho phong thủy. Và phía hai bên thì chúng tôi cũng có thiết kế cho gia chủ là thêm hai cái bệ để có thể là để thêm những cái chậu cây cảnh ở đây để giúp cho ngôi nhà của chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên. Thực ra thì ngôi nhà này của chúng ta xung quanh đã rất là nhiều cây cối rồi đấy ạ. Thậm chí là chúng tôi đã thiết kế gia chủ là ở ngay phía hai bên mặt trước của công trình thì thêm những cái bồn cây rất là lớn để gia đình có thể trồng cây, trồng hoa. Có thể thấy là xung quanh ngôi nhà này lúc nào cũng đều có tràn ngập thiên nhiên hết, tràn ngập cây xanh. Và tôi cảm nhận được rằng không khí ở đây vô cùng trong lành nha quý vị. Và ở đây thì hai phần cột trụ ở phía hai bên cũng thiết kế cũng vô cùng lớn vững vức, tạo sự vững chãi và bề thế cho công trình của chúng ta. Và mới nhìn từ phía bên ngoài thôi thì ta thấy được rằng là ở trên tất cả các diện tường này, rồi phần cột này, hay thậm chí là ở phần phía dưới phần mái của chúng ta ấy, thì có thêm những cái phần đèn downlight, rồi là phần đèn để trang trí nữa, để giúp cho ngôi nhà của chúng ta thêm nổi bật và lung linh hơn vào ban đêm. Vậy là vừa rồi Ngọc Huyền đã giới thiệu với quý vị là toàn bộ phần ngoại thất phía bên ngoài của công trình nhà Cô Thoa rồi. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng vào phía bên trong để khám phá nhé. Quý vị thân mến, và trước khi mà bước vào phía bên trong để khám phá ngôi nhà thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua một khu vực cửa chính. Cửa chính ở đây thì sẽ được làm hoàn toàn bằng chất liệu đó chính là gỗ lim Nam Phi. Đây là một trong những cái loại gỗ rất là phổ biến, đặc biệt ở phía Bắc nước ta. Bởi vì sao ạ? Cái đường vân gỗ của nó này nó vô cùng đẹp. Cái thứ hai đó chính là cái giá thành của nó thì cũng rất là phải chăng nữa, nên được rất là nhiều người yêu thích và lựa chọn. Và đặc biệt ở trong những cái ngôi nhà tân cổ thế này thì nếu mà chúng ta sử dụng gỗ tự nhiên thì đây là một cái điều nó rất là phù hợp rồi. Và đây thì tất cả này, bên trên phần cửa thì có đục đẽo thêm những họa tiết hoa văn trang trí để tạo thêm điểm nhấn cho công trình của chúng ta nha quý vị. Và từ phần cửa bước vào thì không gian đầu tiên tôi muốn giới thiệu với quý vị đó chính là khu vực phòng khách. Phòng khách ở đây thì với diện tích là lên tới 34m2 ạ. Thì chúng ta sẽ có đầu tiên này, tôi phải kể đến là wow, một cái bộ bàn ghế vô cùng lớn nha, để gia đình của chúng ta có thể thoải mái tiếp khách. Và bộ bàn ghế ở đây sẽ được làm hoàn toàn bằng chất liệu là gỗ tự nhiên. Và khi mà tôi bước vào đây thì tôi cảm thấy là có một cái mùi thơm thoang thoảng của loại gỗ này mang lại. Cảm giác nó rất là khoan khoái đó quý vị ạ. Và phía đối diện của chúng ta, phía bên này nữa thì cũng sẽ có thêm một kệ để tivi. Có một tivi vô cùng lớn để chúng ta có thể đáp ứng được đầy đủ nhu cầu giải trí cho cả gia đình. Và phía bên trên phần trần của chúng ta thì ở căn nhà này thì với lại như tôi vừa giới thiệu với quý vị đấy ạ, nó sẽ có cái kết cấu, cái chiều cao thông thủy của ngôi nhà là 3,9m. Chính vì thế mà gia đình của chúng ta thì đã không có lắp đặt thêm cái phần trần thạch cao phía bên trên, mà thay vào đó đã được sử dụng trần chát luôn ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ có thể tận dụng tối đa là cái chiều cao của ngôi nhà này. Và khi mà tôi bước vào đây thì cảm giác nó rất là thông thoáng và mát mẻ. Phía bên trên thì có thêm một quạt trần nữa để mang lại toàn bộ cái luồng gió mát xuống cho khu vực phía bên dưới của chúng ta. Và cái ngôi nhà này ạ,
thì ở phía dưới sàn nha, thì chúng ta sử dụng bằng cái chất liệu đó chính là cái gạch granite vân mây với khổ là khoảng tầm 80-80 ạ. Chính cái điều này thì nó sẽ góp phần là tạo cho không gian của chúng ta thêm cái phần rộng rãi hơn này. Và bên cạnh đó thì cái màu sắc của loại gạch nó rất là đơn giản và nhã nhặn thôi, thì nó sẽ làm nổi bật lên tất cả toàn bộ những đồ nội thất có trong không gian này. Tiếp theo nha quý vị, từ phần cửa chính này thông thẳng vào phía bên trong thì đó chính là khu vực phòng thờ của chúng ta. Đầu tiên thì phải kể đến nhé, ở ngay phía bên ngoài thôi thì sẽ có một cái tấm hoành phi này, cũng như câu đối rất là lớn rồi. Rồi là những cái phần gỗ sẽ được cắt những đường họa tiết hoa văn vô cùng đẹp mắt nữa. Thì nó sẽ tạo một cái không gian là ngăn cách giữa khu vực phòng khách phía ngoài và không gian phòng thờ phía bên trong. Tiếp theo này, từ cái lớp này bước phía bên trong nữa thì chúng ta sẽ có này hai bên là hai lọ lục bình rất là lớn ạ. Lọ lục bình này có thêm rất là nhiều những họa tiết hoa văn trang trí này. Lọ lục bình này thì không chỉ có cái tác dụng là nó như là một cái khu vực để thẩm mỹ đâu và trang trí không gian phòng thờ đâu, và bên cạnh đó nó còn có tác dụng là giống với rất tốt phong thủy nữa. Nó giống như là một cái lọ bình tích lộc vậy, để tích tụ được những cái phúc đức, những cái may mắn cho gia đình. Đấy, tiếp theo này, chúng ta lại có thêm một cái lớp nữa. Đấy, một cái phần mái vòm nữa. Đấy, để đi vào phía bên trong không gian phòng thờ của chúng ta. Đấy. Ban thờ này được làm hoàn toàn bằng chất liệu là gỗ tự nhiên, và bên trong ban thờ của chúng ta thì có rất là đầy đủ nha. Từ bên trên thì từ lư hương này cho đến tất cả những đồ thờ thì đều được làm bằng chất liệu, đó chính là men dạ. Một cái loại chất liệu men rất là cao cấp của bát tràng chúng ta nha quý vị. Có thể thấy được rằng là gia chủ của chúng tôi là một người mà rất là chú trọng về vấn đề thờ cúng của chúng ta. Ngay từ bên ngoài, từ trùng trùng lớp lớp rồi thì mới vào bên trong ban thờ này. Có thể thấy được rằng là một cái sự thành kính rất lớn của gia chủ đối với ông bà tổ tiên. Có rất là nhiều vị khách hàng thì hay thắc mắc đó chính là liệu rằng ban thờ của chúng ta thẳng ở phía cửa chính và của ngôi nhà thì liệu có tốt hay không. Thì tôi xin bật mí với quý vị nhé, là thực sự đây là một cái điều rất là tốt nha quý vị. Khi mà ban thờ thẳng cửa chính, nếu chúng ta mở cửa ra thì nó sẽ tượng trưng cho trời đất và âm dương hòa với nhau, vô cùng tốt trong phong thủy nha quý vị. Và công trình này của chúng ta được thiết kế theo kiểu nhà ngang, cho nên là chính giữa của chúng ta thì sẽ là không gian phòng khách này và phòng thờ này. Và phía hai bên thì sẽ là cái không gian sinh hoạt của gia đình. Ở ngay phía bên này thì chúng ta sẽ có phòng ngủ nha. Bên này thì sẽ có kết cấu với lại hai phòng ngủ liền nha quý vị. Ở phòng ngủ bên này thì với diện tích là 13m², trong phòng ngủ của chúng ta rất là đầy đủ này, từ giường ngủ này cho đến tủ quần áo, và cũng có một cửa sổ rất là lớn hướng ra phía trước của công trình nữa để lấy sáng tự nhiên. Và trong căn phòng này của chúng ta thì sẽ có một khu vực nhà vệ sinh riêng biệt ạ. Đây. Nhà vệ sinh riêng biệt này thì rộng khoảng tầm 3,3m², có rất đầy đủ này, như lavabo này, rồi là bồn vệ sinh và tấm sen. Tất cả các thương hiệu sử dụng trong này đều là thương hiệu của Inax nha quý vị, một loại thương hiệu vô cùng cao cấp ạ. Và phía đối diện của chúng ta thì sẽ lại là một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này thì cũng đồng diện tích với phòng ngủ bên kia, thì cũng là 13m², và có rất là đầy đủ này, từ cũng là giường ngủ này, bên này là một tủ quần áo này. Ở phía bên trong thì sẽ là một cái bàn học để cho các bé học tập nha quý vị. Và thêm một chi tiết nữa, đó chính là toàn bộ cái phần cửa thông phòng ở trong căn nhà này tất cả đều sử dụng bằng chất liệu đó chính là cửa gỗ lim nam phi. Chính cái điều này thì nó sẽ giúp vào đồng nhất toàn bộ không gian từ khu vực cửa chính đến toàn bộ không gian khác trong căn nhà. Và ở ngay phía bên này của chúng ta thôi thì chúng ta sẽ có thêm một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này có thể được coi là một phòng ngủ lớn nhất ạ, tại vì nó sẽ có diện tích là 13,2m². Trong phòng ngủ này của chúng ta thì cũng có đặt một giường ngủ này, một tủ quần áo này, rồi là cũng có một cửa sổ rất là lớn hướng ra phía sau của ngôi nhà để lấy ánh sáng tự nhiên. Và bên cạnh đó thì ta cũng sẽ có thêm một nhà vệ sinh riêng biệt ở bên trong căn phòng này. Đây, nhà vệ sinh này thì cũng có thiết kế tương đồng với nhà vệ sinh phía bên kia thôi, cũng rất là đầy đủ, từ lavabo này, bồn vệ sinh cho đến vòi tắm sen. Và phía dưới sàn nha thì sẽ lát bằng chất liệu đó chính là gạch chống trơn, còn xung quanh thì sẽ lát bằng gạch men đá lên cao để có thể là đảm bảo yếu tố là tránh ẩm mốc này cũng như dễ dàng vệ sinh. Và không gian tiếp theo mà Ngọc Huyền muốn giới thiệu với quý vị đó chính là khu vực phòng bếp, phòng ăn của căn nhà nha quý vị. Ở không gian này của chúng ta thì với diện tích là 21m². Ở ngay đây thì tôi thấy được rằng là gia chủ của chúng ta có để một phần tủ bếp này được thiết kế theo dạng hình đường thẳng với thứ tự này, bếp nấu này, bồn rửa này, tủ lạnh này. Đây là nó
tạo thành một cái chu trình khép kín nha quý vị. Ta hãy thử tưởng tượng ạ, khi mà chúng ta lấy được thực phẩm này từ bên trong tủ lạnh về, thì nó ra đây để chúng ta có thể là rửa này, cuối cùng thì mang lên trên bếp để chế biến, và cuối cùng thì mang ra phía bàn ăn ở phía bên kia. Đấy, một cái chu trình khép kín thế này có thể là rất là dễ dàng cho các chị em nội trợ của chúng ta. Đấy, trong việc nấu nướng. Và tôi có để ý được rằng là phần tủ bếp trên và tủ bếp dưới của chúng ta đều được sử dụng một cái loại chất liệu nó rất là cao cấp ạ. Ở đây thì sẽ là cửa khung inox kết hợp cùng với lại cánh kính cường lực ở phía ngoài. Đây là một loại vật liệu mới và cao cấp nhất hiện nay. Và tất nhiên rồi là cái giá thành của nó cũng sẽ đắt đỏ nhất hiện nay nha quý vị. Và cái loại vật liệu này thì nó đảm bảo hơn rất là nhiều so với khi mà chúng ta sử dụng là loại gỗ này hay là loại gỗ nhựa. Bởi vì nó sẽ chống được hiện trạng như là mối mọt này, cong vênh tuyệt đối và chống nước rất là lâu nha quý vị. Đây, không phải lo cái hiện trạng như là nước này nó ngấm vào trong cái khu vực tủ bếp của chúng ta. Và có thể nói được rằng là cái phần tủ bếp này nó rất là bền bỉ và chắc chắn. Kết hợp với đó là mặt bàn bếp của chúng ta sử dụng hoàn toàn với chất liệu đó chính là cái đá kim sa nữa, thì nó có tác dụng là chịu nhiệt, chịu lực vô cùng tốt nha quý vị. Còn phía bên trong này thì cũng có làm thêm một cái tấm kính cường lực nữa, để nếu như mà chúng ta nấu nướng ở đây chẳng hạn thì dầu mỡ có vô tình bắn lên á, thì chúng ta có thể rất là dễ dàng trong quá trình là vệ sinh. Có thể nói là đây là một cái căn bếp mà gia chủ cũng rất là đầu tư nhá. Và từ nãy giờ không biết là quý vị rất là thắc mắc ạ, chúng ta có rất là nhiều cái không gian rồi, có phòng ngủ này, phòng bếp này, rồi nhà vệ sinh riêng biệt rồi đúng không ạ. Còn tiếp theo mình sẽ giới thiệu với quý vị một khu vực nhà vệ sinh chung nhá, trong căn nhà này sẽ nằm ngay phía bên này ạ. Nhà vệ sinh chung này có thể được coi là một nhà vệ sinh có diện tích vô cùng lớn ạ. Có rất là đầy đủ này, từ bồn vệ sinh phía bên này này, bên này sẽ là lavabo này và vòi tắm xe này. Đấy, thiết kế thì cũng rất là đầy đủ từng thiết bị vệ sinh một thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ có một cái diện tích lớn hơn một chút, tại vì đây là một cái căn nhà vệ sinh chung cho cả căn nhà này rồi. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi Ngọc Huyền đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà cô Thoa có địa chỉ tại Đông Hưng, Khánh Bình. Đây là một mẫu công trình hiện nay được rất là nhiều người yêu thích và lựa chọn. Vậy thì quý vị nghĩ sao về mẫu công trình này? Có thể để lại bình luận ở ngay phía bên dưới. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế hoặc thi công trọn gói cho ngôi nhà của mình, có thể liên hệ ngay tới các số hotline của Mark Home chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.